Thấy con đi học về liên tục hát bài hát có lời kỳ lạ, người mẹ đăng lên mạng hỏi mới thở phào. Mới đây một người mẹ đã hoảng hốt khi thấy con mỗi khi đi học về lại lẩm nhẩm một bài hát với giai điệu lạ kỳ, không giống với bất kỳ bài hát dễ thương nào mà mình từng học trước đây. Không những vậy, bé còn đưa hai bàn tay lên vừa hát vừa minh họa theo, khiến cho mẹ đã hoang mang, lại càng hoang mang hơn. Theo người mẹ chia sẻ, do hiện nay những bài hát thiếu nghiêm túc xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, mẹ sợ rằng con học theo nên đã vội vàng nhờ cộng đồng mạng khai sáng. Sau khi đoạn clip dễ thương của cậu bé được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh khác cũng đã vào xác nhận đây là lời bài hát được các cô dạy ở trên lớp để tập trung các bé trước khi bắt đầu buổi học. Một cô giáo dạy mầm non cũng thổn thức chia sẻ, bài Pepsi cô ca à là bài khởi động để bắt đầu tiết học. Em đi dạy cũng hay cho mấy bé chơi trò này, mà học sinh em nỡ lòng nào về nói mẹ là cô đi nhậu. Cô nói 1, 2, 3 vô, tới lúc phụ huynh nói em mới hết hồn, không biết là đi nhậu hồi nào mà mấy trò về nói như vậy. Một bài chia sẻ khác được mọi người để lại: trò chơi ở mầm non, Pepsi, Coca, 1, 2, 3 vô. Cách đây 12 năm mình thấy em gái mình có chơi rồi. Có bài đếm ngón tay nữa mâm ơi, một ngón tay nhúc nhích đến 10 ngón luôn. Vừa tập đếm cho bé vừa vui, vừa chơi giải trí, vừa học số nữa. Bảo làm sao mà con em 3 tuổi đi học về cứ hát với làm cái ngón tay như vậy, mẹ thì ở nhà thôi, có hiểu gì đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.